Thí nghiệm dung dịch amoniac làm đổi màu chất chỉ thị. Lấy hai màu giấy quy tín và phenol phthalein vào đĩa thủy tinh. Sau đó nhỏ dung dịch amoniac lên từng mẫu. Hiện tượng quan sát được là giấy quy tín chuyển sang màu xanh, phenol phthalein chuyển sang màu hồng. Điều này chứng tỏ dung dịch amoniac có tính bazơ.